khách đã lên mẫu Kia Morning bên Trần Anh Ô Tô nè. Hôm nay Trần Anh hỗ trợ cho anh chị. Anh chị thì nhà cũng trong Bảo Lâm thôi. Nói chung là gia đình người ta làm vườn cô chú anh chị. Thì thực sự cái mẫu này Trần Anh bán 240 nè. Bớt cho ảnh 1 triệu tiền xăng cổ, và đồng thời cái thứ hai Trần Anh hỗ trợ cho ảnh thiếu đến 80 triệu. Ảnh đưa trước Trần Anh có 150 triệu à. Anh chị thấy không? Đó, anh chị ơi, có chỗ nào bán xe như Trần Anh Ô Tô không? Hỗ trợ cho khách gần cả 100 triệu với mẫu xe cỏ. Đó, uy tín là thành công nha. Nhiều khi Trần Anh đăng lên, cô chú anh chị nghĩ là Trần Anh nói giỡn. Riêng đời em không bao giờ biết nói giỡn nha. Hỗ trợ góp là hỗ trợ góp tuyệt đối cho khách hàng chứ không có nói giỡn. Được cho cô chú anh chị. Kia Morning 2015, một chủ từ đầu bản C. Xe này mẫu gia đình gốc nồi 100%. Đó, xe này thì bên Trần Anh cũng đã bàn giao cho anh trai rồi. Anh trai thiếu Trần Anh mấy chục triệu, gần 100 triệu á. Đưa hết giấy tờ cho anh trai luôn. Không lãi suất nha. Đây là đang làm giấy tờ thủ tục giao cho anh rồi. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Rồi, bây giờ chuyển qua bao nhiêu nữa nhỉ? Chú lấy xe luôn đúng không? Trong đó còn có bao nhiêu rồi này, chú đưa bao nhiêu tiền rồi? Bây giờ chuyển qua chỗ này là cứ đếm tiền xong rồi lại tính, đâu quan trọng đâu mà. Toàn cứ đếm tiền đi. Và chỗ này 4 triệu nè. Đây là tổng nha. Tại bên này em không về. Em thêm vào đây 90. Đây. 6 triệu à, 56 triệu nữa là đủ. Đúng không? Đúng không? 56 triệu nữa là đủ. Em bán qua 56 triệu. Là tổng cộng là anh đang thiếu em là tổng cộng là 89 triệu. Rồi. 89 triệu. Rồi ok. 56 triệu nữa. Giao xe cho về luôn, thoải mái luôn nha. Uy tín không? À, anh thấy Trần Anh sao anh nói luôn đi. Được, Trần Anh vui vẻ. Và nói 1 là 1, 2 là 2 chứ không có đấy. À, anh trai thấy xe Trần Anh dọn cái đèo không? Khỏi xem nữa. Khỏi xem nữa. Đúng rồi, nhìn dạ. Là biết rồi. Đấy. Rồi, cảm ơn anh trai. Rồi. Xíu nữa, cái đó bớt cho anh trai 1 triệu tiền lọc rồi đúng không? Chưa. Nát nữa. À rồi, ok, xíu lấy 1 triệu đưa riêng cho anh. Giấy tờ giao hết cho anh trai nha. Toàn ơi, em đi photo cái con vẹt sau đi em. Rồi. Tại vì bên em là bên tài ảnh cũng ở Bảo Lộc đây thôi. Dạ. Yên tâm anh. Chúc em bán được nhiều xe trong dịp này nhá. Dạ, cảm ơn anh chị nha. Anh chị yêu thương quá. À, người ta mua xe vui vẻ lắm. Anh chị không? Riêng xe thì anh tải khỏi coi nha. Bất chấp khỏi coi luôn. Tải một phát từ Đồng Sơn cho đến máy móc là đúng chuẩn xác 100%. Và hôm nay một tin vui nữa cô chú anh chị ạ. Trần Anh vừa bắt thêm một con Camry cọp nè cô chú anh chị. Đây là mẫu Camry nha, 2007 form mới. Đây là mẫu xe phân khúc, xe hạng sang, dành cho những cô chú anh chị đam mê nhớ đến một thời ta đã yêu nha. Đó, Camry đây. Hàng cọp đây, xe Trần Anh đang đi cũng phụ quá bà con. Mẫu này thì gọi là very good. Form mới, giá hơn 3 xị. Đẹp không bà con, Camry 2.4 bản G. Option ở trong là full nội thất. Đẹp lắm. Nè cô chú anh chị nè. Từ vô lăng tích hợp, ghế chỉnh điện hai bên xe nè. Mẫu này phải gọi là đình đám một thời, đến bây giờ em nói vẫn đẹp. Nói chung xe chủ người ta chạy kỹ lắm, xe không tì vết luôn. Đây là phần nội thất của em Camry phía trong, bà con coi đẹp không? Có kết hợp có rèm chống nắng nữa nè. 2.4 hàng G số tự động, nó rơi cho cô chú anh chị là lăn quanh làm 9 lít đến 10 lít quay đầu nha. Những cô chú anh chị nào đã từng chạy mẫu Camry này rồi thì hãy bình luận cho em. Chứ chưa chạy thì đừng có phán nó uống mười mấy lít, không có đâu. Trần Anh bao của chú anh chị 10 lít quay đầu, không hơn được 10 lít quay đầu. Và anh chị đã trải nghiệm chưa? Trần Anh đã trải nghiệm rồi, chạy thử rồi. Và hiện tại đang sở hữu em nó đây. Một cái mức giá cực kỳ là thương yêu cho bà con cô bác. Hỗ trợ góp lên tới 60 triệu, tuyệt vời không? Quá tuyệt vời cho bà con cô bác. Hàng đẹp chất lượng là ở đây. Riêng xe Trần Anh đi lựa về thì Trần Anh bao của chú anh chị không phải lo. Nè anh chị có cái vô lăng đời 2007 nè. Xem kỹ nha. Không một tí tì vết, từ phần phụ số rin, trang bị màn hình Android tích hợp cam hành trình và có wifi đầy đủ trên xe rồi. Ghế chỉnh điện thông minh đa chiều nè. Đây là ghế chỉnh điện thông minh đa chiều cô chú anh chị nha. Ở dưới chỉnh được, ở trên chỉnh được. Túi khí thì bịt bùng luôn. Nè, bốn cánh cửa tapi nè. Đẹp như thế này, ok chưa bà con? Quá là tuyệt vời.
Đó, đam mê mẫu này thì alo luôn cho Trường Anh Ô Tô. Bên kia em còn hàng loạt xe xả lỗ, trả góp nha. Góp lên tới 80 triệu rẻ không? Ford Ranger là 430 triệu. Hỗ trợ góp cho cô chú anh chị 70-80 triệu. Mazda là góp luôn. Hai mẫu dây 204, 203 hỗ trợ góp toàn bộ cho bà con cô bác nhé. Xe này là một cặp luôn cô chú anh chị ạ. Bà con cô bác thích mẫu nào thì bên Trường Anh cũng đáp ứng được nhu cầu cho bà con cô bác hết. Có vậy thôi. Đây còn mẫu Dio thì một người anh trai cũng đã chốt cọc cho Trường Anh rồi. Đây Dio 2016 đăng ký 27, một chủ từ đầu gốc Lâm Đồng. Hàng đẹp chưa? 300 mấy đời keo nha. 300 mấy thì đời keo, có tùy cô chú anh chị, có cô chú anh chị thích đời keo. Có cô chú anh chị thích đời thấp. Ví dụ như đời thấp là em Camry nè, sở hữu một cái mẫu Camry hàng G chạy đẳng cấp. Em này nói là đồ lăn bánh của nó là đẳng cấp nha. Đẳng cấp forever và mãi mãi. Ok chưa anh chị? Hàng đẹp không? Form đẹp không? Đó là form Camry. Em này máy rin số rin tuyệt đối 100%. Đồng sơn tôn, cản trước cản sau có sơn dầm nè, thùng mình sơn rin nè. Đó, xe không cứng, không lỗi bất cứ một khoản nào. Vì sao à? Đây là mẫu xe đích thân Trần Anh đi lựa về, cho nên bà con có bác yên tâm. Và Trần Anh đang chạy đó, em đang chạy công vụ đó. Bán hết rồi, mệt mít rồi, em bán sạch không còn gì hết. Chơi sốc rồi đó. Đầu tư ra tầm 6-7 tỷ hỗ trợ góp cho bà con có bác thôi nha. Góp thì cũng chả có lãi suất gì đâu. Cô chú anh chị trả hết tiền cho bên Trần Anh sẽ tiến hành giấy tờ, thủ tục, ký đúng hồ sơ cho bà con có bác. Nếu mà một mẫu Kia Morning 120 triệu làm sao mà cô chú anh chị mua được, đúng không? Thì bên em đã hỗ trợ hết cho bà con cô bác rồi. Cho nên cô chú anh chị phải hiểu cái cảm nghĩ của Trần Anh Ô Tô nha. Em nhiều khi sống vì khách hàng nhiều lắm. Thật sự, tại vì cái mua bán là cái niềm đam mê của em. Lời ít cũng được, hoặc là không lời, hoặc là hời vốn cũng được. Có những xe mà Trần Anh lỗ lên tới 30-40 triệu á, bà con đâu có cảm nhận được, đúng không ạ? Cứ nghĩ là mua bán là phải có lời, nhưng mà tùy. Có những xe chẳng anh phải lỗ, có những xe phải lỗ luôn. Anh chị hiểu không? Quan trọng mình mua bán, mình đến với nhau là bằng một cái tâm, tâm thật lòng với vững nha. Được chưa cô chú anh chị? Tâm phải tỉnh, nó là vậy. Ok chưa cô chú anh chị? Hàng đẹp không? Nó quá đẹp luôn, hỗ trợ góp hết mấy chục triệu. Bà con cô bác đi tìm chỗ nào hỗ trợ góp như Trường Anh không? Không có chỗ nào dám đứng ra hỗ trợ góp không lãi suất như bên em đâu. Đó, đam mê mẫu nào thì alo cho em. Bàn giao mẫu Kia Morning 2016 cho anh trai. Được chưa? Làm giấy tờ mua bán chứ chạm chưa? Coi kỹ vô đây anh. Rồi. Nè anh. Người mua nè. Cho thiếu 89 triệu đúng không? Vâng. Rồi ok, 89. Đó vậy thôi, nói chung anh trai anh cũng coi kinh doanh anh lâu rồi. Anh trai với chị gái. Anh trai có lời nào phát biểu chinh lý không? Nói giùm em một câu thôi. Tội quá em quá. May quá có Trần Anh mới mua được ô tô. Chứ Trần Anh mà không có cửa hàng Trần Anh thì anh chưa đưa mua được ô tô đâu. Dạ. Thì Trần Anh nói rồi, đi đâu thì Trần Anh cũng sẽ ủng hộ cùng anh trai và cùng bà con cô bác trên kênh YouTube đó. Đó anh trai ủng hộ hết sức cho anh trai luôn. Được chưa? Rồi sao bàn giao xe?